Tiếp theo có về với các bác một chiếc nữa cũng của Seiko. À đây, nó là một chiếc SRi132. Đi kèm với chiếc đồng hồ này các bác sẽ có được một quyển sổ hướng dẫn cho caliber 4R57 là bộ máy được sử dụng trên chiếc này. Ở đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế chưa vào tên người mua. Hàng mới săn sale được. SRI132 Là mã của chiếc này Seiko Preset SRI132 Với giá bán lẻ đề xuất là 70,4 nghìn Yên Là khoảng 14 ,8 triệu 8 Bên em săn được chiếc này Đợt này giá cũng khá đẹp Tình trạng còn mới nguyên các bác nhé Chưa qua sử dụng Đó. Tất cả mọi thứ Vẫn còn được bọc siêu đầy đủ Sai mặt đường kính ở đây chúng ta sẽ có của bạn này là size khoảng 40,3mm Và độ dày ở đây chúng ta sẽ có là dày 14,7 Kèm với lắc tu lắc của chiếc này là 47,4 Với size này nó sẽ phù hợp với các bác có cổ tay vừa Cổ tay tầm 16 trở lên 15.5 đến 17 Các bác đeo chiếc này sẽ rất đẹp Mặt đeo của chiếc này chúng ta sẽ có một màu be và bộ vân trải tia săn bớt tỏa từ tâm ra. 12 bộ góc số được làm dạng cọc index và hướng tâm. Bộ kim của chúng ta là bộ kim hình lưỡi kiếm. Chúng ta sẽ có một cái ô kim đang chạy màu đen kia đó là kim polyzerp kim chỉ bảo năng lượng của chiếc đồng hồ này. Đó, và tối đa của chiếc này là 41 tiếng. Đó, các bác cứ bạn con tay là nó sẽ báo cho các bác là còn bao nhiêu năng lượng. Tối đa là được 41 tiếng các bác nhé. Trên góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Seiko, dòng chip preset automatic và từ 12 giờ đến 4 giờ là cái vành đo được cái mức năng lượng cót còn lại. Kia lịch ngày của chúng ta là lịch ngày dạng lỗ rốn góc 6 giờ lịch lập các bạn nhé. Thiết kế ba kim một lịch. 4 kim, 4 kim một lịch dưới 6 giờ chúng ta sẽ có made in Japan kèm tên bộ máy ở đây là bộ máy 4R57 và đặc điểm của dòng này thì các bác sẽ có được trang bị một chiếc kính khoảng cứng lồi Đó, đặc điểm của dòng preset này nó sẽ là như vậy và mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản của chiếc này chống nước là 53 tương đương với 50m hoàn toàn là bằng thép công dị này đây là cái Serial number sử dụng caliber 4R57 phiên bản nhật nội địa made in Japan Seiko còn nguyên siêu đáy về các bác bác quý em Đi kèm với chiếc này các bác sẽ có một bộ khung vỏ là bằng thép không gì mạng PVD màu vàng hồng đồng bộ với màu của kim cọc và dây da cá sấu. Khóa ở đây chúng ta sẽ có khóa mạng PVD màu vàng hồng của Seiko và có logo. Đó. Em sẽ lên thử chiếc này tay 17. Ở đây là chúng ta sẽ có size 40,5 lên tay 17 các bạn nhé rất đẹp có kim chỉ bảo năng lượng máy có cót tay có dương kim với sai số cơ bản là cộng 45 giây đến trừ 35 giây mỗi ngày đó có kim chỉ bảo năng lượng kim power reserve và 24 chân kính 21.600 tờ dao động và 41 giờ tích cót tối đa đó, thông số thì các bác có thể xem là tại cái thẻ tác mà họ niêm yết khi các bác mua về đầy đủ 29 chân kính các bác nhé 21.600 tần số động và sở thích có tối đa là 41 tiếng SRI 132 là mã của chiếc này và hiện tại bên em đang có chiếc này với giá đợt này khoảng 9 triệu 950 000 có một chiếc thôi, săn sale được một chiếc 4350 mã 4350 các bạn nhé